Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu một cuộc hành trình mới. Và phía sau mình, các bạn có thấy cái cục gì mà có dấu chấm hỏi không? Chắc nhiều bạn đã đoán ra được rồi đúng không? Đó chính là mình sẽ sinh tồn trong những cái lọ. Nhưng mà đặc biệt hơn là sẽ có những cái khối Lucky Block trong cái lọ để mình có thể đập và kiếm thêm những cái đồ xịn sò ha. Khá là đã đây. Mới vào thì nó sẽ cho mình những cái rương khởi đầu nè. Có được một số cái dụng cụ cần thiết cho mình, cũng như là mắt của Ender luôn. Giờ có nên mở màn một khối Lucky Block trước không ta? Thử vân ngoài nha. Hy vọng nhân phẩm của mình. What? Một cái kiếm đẩy lùi. Đẩy lùi cấp độ 2. Được. Như vậy thì mấy cái con zombie các thứ là tới cái củ kiệu với mình. Im. Giờ thì để mình lấy gỗ trước đã. Sinh tồn ở đâu? Có thêm một khối ở đây nữa rồi. Rất là nhiều những khối Lucky Block trong những cái lọ luôn nha. Và mỗi lọ thì nó có tầm vài cục tới vài chục cục á. Tùy lọ thôi. Một cái lọ của mình khởi đầu mà có quá trời luôn nè. Mình sẽ lấy gỗ trước đây rồi một xíu mình sẽ tiến hành đập Lucky Block sau. Rồi. Đó là. Ok. Để ra ván. Bàn chế tạo thì mình có ở đây sẵn một cái rồi. Mình sẽ đi kiếm đá cái đó. Đá, đây có đá luôn. Có sẵn hết rồi nên mình chỉ cần khai thác thôi. Ủa cái này là cái phiến hả mèn ơi? Ác vậy. Hai cái phiến nó chồng lên nhau á. Lừa thiệt. Thôi mình tự tìm đá cũng được. Đó có đá rồi nè. Thoải mái luôn. Đặt cái lồng đèn ở đây này cho nó sáng. Rồi lấy đá thôi. Mình sẽ lấy đá đủ để mình nâng lên một cái cây cúp nè. Một cái lò nung nè. Còn được thì mình làm luôn cái rìu đi. Nhưng mà kiếm thì mình vẫn dùng kiếm gỗ. Tại vì mình có cây kiếm được cường hóa sẵn rồi. Dòng đẩy lùi khá là hữu ích đối với mình trong giai đoạn đầu á. Kiểu như mình sẽ giữ khoảng cách an toàn với những cái con quái vật khi mà nó áp sát mình. À, rồi giờ thì mình sẽ lấy thêm một cục nữa. Xong. Lên. Nâng cấp thôi. Mình sẽ nâng lên đồ đá ha. Rồi. Làm que nè. Làm rìu đá, cúp đá, lò nung. Rồi, xong phân. Và ở đây thì không biết nó có cho mình nhung nham không ta. Mình nhìn sơ qua là mình không thấy nhung nham rồi đó. Ui no. Chắc mình phải tích cực đào đá để mình chế tạo thành những cái phiến rồi qua những cái lọ khác quá. Lọ nào gần thì mình sẽ qua trước. Kìa. Cái lọ bên kia gần hơn mình hình như có dân làng luôn. Được tranh thủ. What? Cái gì đây? Ôi không. Chạy. Ui. Đập trúng cái Lucky Block xui xẻo rồi. Lucky Block mà sao đập ra sấm sét vậy trời. Đánh xém nữa đi. Đi đời luôn rồi. Cục Lucky Block này bị gì rồi? Hết đập được cục đó rồi. Đập cục khác đi. Ôi. Hai cục xui xẻo rồi đó nha. Cái gì vậy? Nữa kìa. Smile. Oh no. Sao lại trừng trị mình? Trời ơi, mình đâu có làm gì tội lỗi đâu. Mới vô mình nó ức hiếp mình quá nha. Ôi, nó cho mình quả trứng spawn gì đây? À, quả trứng spawn con bò. Ok. Cũng được. Và phía trên này hình như còn một cục Lucky Block nữa kìa. Mình sẽ đập nốt cái cục ở phía trên luôn á. Coi coi nó cho mình những cái món đồ gì. Sấm sét đùng đùng luôn. What? Nó cho mình ủng kim cương. Lucky Boot là một cái đồ ủng may mắn á. Hên thiệt. Mới vô mình đã sở hữu luôn đồ kim cương rồi nè. Nhân phẩm cao có khác. Rồi. Giờ thì mình sẽ lấy thêm đá mới được. Không biết là dưới này nó có khoáng sản gì hay không á. Ồ. Tò mò thiệt. Rồi dưới này là đáy rồi, cái đáy lọ rồi, mình thấy thủy tinh rồi. Không được, đào tiếp là mình rớt xuống dưới á. Để mình chế tạo một cái slab đi. Thật là nhiều slab luôn.
Đó, mình sẽ đi qua cái hòn đảo kế bên ha. Bên đó có sự sống của bé dân làng cũng như là những con vật khác nữa. Trời còn đổ mưa nữa chứ. Ôi chịu khó đi chứ biết sao giờ. Cố lên, gần tới rồi. Đây, có ánh sáng của sự sống rồi. Và có cục lúc kịp lóc mình thấy rồi đó nha. Vô vô. Bên đây giống như là một cái nông trại á, cái này nhìn rất là giống cái một cái cối xay gió ha. Mình sẽ đập thử cái lucky block này. Á, một quả trứng nữa. Cái này là quả trứng triệu hồi ra con ngựa. Có giường ngủ không? Mình cần một cái giường ngủ để mình ngủ qua đêm trước. Ôi. Ôi, cái lọ này là có zombie dân làng. Mình sẽ bảo vệ bác dân làng. Thì ra là có zombie ở đây. Trời ơi, bé dân làng này sợ quá, đứng yên luôn. Để mình đi ngủ cái đó. Sáng thức dậy thì tiếp tục khám phá cái lọ này. Mèn đét ơi, vì là bên đây có ba bé dân làng nhưng mà hai bác đã biến thành zombie rồi. Xui vậy. Ủa, có đồ ăn nè. Quá im, 4 miếng thịt luôn. Kim cương. Yes. 8 viên kim cương luôn nè. Đây mới là lúc kim lớp nè. Ê, đừng 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 Bruh. Mới khèn nó luôn á. Thiệt cái tên. Đập nốt cục này đi. Ôi, nó triệu hồi ra quá vậy. Ôi, trời. Con này đừng có làm phép nha. Làm phép tầm bậy tầm bạ ở đây à. Tới công chuyện á, mình cũng lượm được cái vật tổ trường sinh từ nó luôn. Quá là im. Rồi, tạm thời thì chắc mình sẽ ở trong cái lọ này chung với bác dân làng để bảo vệ bác ấy. Tội nghiệp không? Lại thêm một cái quần nữa nè. Bảo vệ cấp độ 2 luôn. Quá đã. Còn rất là nhiều rương trong trong cái khu vực này ha. Và nó còn cho mình những cái mắt của Ender á. Mình nghĩ là mình cần phải tìm đủ 12 cái con mắt và tìm cái lọ chứa cánh cổng kết thúc để mình có thể đánh bại con rồng Ender. Theo như mình nghĩ là vậy. Thế nên mình cần phải tích cực đi khám phá những cái lọ ha. Rồi và bên đây thì có rất là nhiều lạc đà luôn, cũng như là Lucky Block nè. Oh no. Mình chưa có đồ. À không sao. Không sao không sao, mình đào được, mình đào được, mình có thể làm được cúp kim cương, mình lấy hết những khối vàng ở đây. Quá đã luôn. Làm liền. Nói là làm. Mình sẽ mình hết gỗ rồi hả? Oh, no. Hết gỗ rồi. Chắc mình phải đi chặt gỗ thôi. Gỗ. Ủa, bên đây không có cây sao chặt ta? Oh. Không thấy gì nha, mình không thấy gì hết á. Mình không thấy gì hết. Các bạn cũng không có thấy gì nha. Mượn khối gỗ đi. Đây mình sẽ làm một cây cúp kim cương nè. Chắc mình lên hẳn một cây kiếm kim cương luôn đi. Kiếm kim cương nè, nó hơn tới 3 đam lận. Kệ, mạnh hơn cũng cũng tốt á. Sao, mình chỉ cần như đó thôi. Mình còn chừa kim cương có gì mình làm màn cường hóa nữa. Hợp lý. Rồi, tới công chuyện. Đi khai thác những cái khối vàng này thôi. Lên. Đặt ở đây. Trèo lên. Đó. Quá trời vàng luôn á. Đúng là những cái lucky block mà. Một xíu ước gì nó cho mình thêm cái áo giáp kim cương nữa. Là mình sẽ full một cái set đồ rồi. Áo giáp cái nón nữa là full set đồ kim cương rồi. Quá im luôn á. Cố lên. Ở đây còn rất là nhiều nữa nè. Cái này chắc mình sẽ ưu tiên vàng để làm những cái trái táo vàng trong tương lai. 15 khối luôn hả? Nhiều vậy. Rồi thêm một cục lucky block ở đây nữa nè. Úi, mới than cần cái áo, nó cho cái áo thiệt nữa. Kim cương sắt vàng có hết rồi đó. Ở đây còn gì ta? Netherite. Đúng rồi. Ước gì nó cho mình đồ Netherite. Được được, phải mong muốn là phải tham lam một xíu. Để coi còn một xíu nó có cho mình Netherite thiệt hay không nha. Mình sẽ đổi ra một chút lúa và làm bánh mì ăn. Đấy, nguồn thức ăn của mình đã tương đối là nhiều rồi. Đi khám phá là không sợ chết đói ha. Rồi mấy thứ không cần thiết mình sẽ vứt ra bớt.
Và cái vấn đề quan trọng của mình bây giờ là mình cần phải có sắt để mình múc cái xô lava đó, xong rồi mình mang về đằng kia mình làm máy phăm đá nè. Mình không thấy trong đây nó có sắt cơ. Sao vậy ta? Khó thiệt á. Mình chỉ còn có 12 cái phiến nè. Bác dân làng ơi, giờ hoàn cảnh khó khăn, ai cũng muốn có gỗ hết á. Thôi bác thông cảm nha. Cái này cháu cũng không muốn đâu, nhưng mà tại mấy bác xây nhà phí quá, gỗ để tùm lum ở dưới nè. Đó, thiệt luôn á. Đây để sửa lại cho. Cái này là ta xây bằng đá nó mới đẹp. Chứ xây bằng gỗ là đó, lâu lâu là kiểu có lâm tặc vô là nó ruộng hết luôn á, không có giữ được đâu. Mình tốt nhất là xây mấy cái này là xây bằng bằng đá đi, lâm tặc nó không có lấy đâu. Mấy bác này xây nhà gì là to rồi. Rồi mình sẽ đổi ra thật là nhiều bán để mình đi qua cái đảo cái bên ha. Đi. Không, nó chính xác hơn cái lọ chứ. Lọ bên đó thì mình thấy nó có quá trời ong luôn. Ong hay con vẹt vậy ta? Không biết nữa. Đi qua bên đó thử. Mình nhìn thấy giống con ong hơn á. Tại sao? À không, đó là hòn đảo của những con vẹt với một em gấu panda. Giống như một cái cánh rừng thu nhỏ trong một cái lọ vậy. Ồ, ra là vậy. Kìa kìa, gấu panda kìa. Được vậy ta. Quá trời vẹt luôn. Xứ sở của loài vẹt nè. Rồi mình sẽ bắt đầu đập Lucky Block nha. Lại là kim cương. Nhân phẩm của mình nó lên thiệt rồi. Đập tiếp nè. Còn có thuốc nữa. Nhưng mà cái này là thuốc làm chậm nha. Slow net. Thuốc làm chậm không tốt lắm. Mà thôi kệ, giữ đi. Có gì mình chọi vô những cái con boss hoặc là những con quái vật cho nó chậm đi. Thêm một cái ổn nữa. Ủa, cái quần nữa. Mà cái quần này không tốt bằng ha. Nó là bảo vệ khỏi vụ nổ. Ok. Ôi, có đồ ăn nữa nè. Khoai tây đi, đúc lò. Mình sẽ tranh thủ mình lấy mía luôn. Để có gì mình làm bàn cường hóa ha. Đó, mình sẽ làm một chút. Cho nó còn cái phần thân ở dưới có gì nó lớn tiếp, mình thu hoạch tiếp. Đấy. Rồi. Thu hoạch hết luôn. Trời ơi, gấu panda đây cầm củi ăn kìa. Mà ở đây không có cây tre nào hết. Phải có mình đúc cho những con gấu panda ăn ha. À, còn mấy cục ta? Hình như còn một cục ở đây nữa nè. Đập luôn. Ôi, nó gây rườm bay. Rườm bay. Rườm bay sa mạc. Không kịp. Rườm bay sa mạc nè. Đã vậy còn gặp mấy... Ôi, nó có sắt rồi nè. Mấy em vẹt cà khịa mình nữa. Bắt trước tiếng con rườm bay nữa chứ. Sợ thiệt. My saw. Một cái kiếm sắc bén cấp độ 2. Đam cao hơn kiếm kim cương luôn nè. Mình sẽ dùng tạm cái này để thay thế kiếm kim cương ha. Hộp. Và mình thấy ở phía trên đọt cây á, nó còn có một cục Lucky Block nữa kìa. Cùng mình lên trên đó để đập thôi nào. Đây đây, đi rồi. Hai cục luôn, ba cục luôn. Nó giấu trên này nhiều lắm. Một cái ủng kim cương bảo vệ cấp độ 3. À, nó tương tự thôi. Ok. Một cái kiếm tiếp. Lại là cây mai so này. Lại là potato. Ok, như vậy thì cái lọ này đa số là cho mình vũ khí với áo giáp á. Bây giờ tiếp theo thì mình thấy đằng kia có một lọ. Là lọ địa ngục với một lọ sa mạc. Nhưng mà mình thì lại muốn qua lọ bên kia hơn. Tại vì lọ bên kia mình thấy nó có cái rương ở dưới cùng kìa. Từ từ hả, qua lọ sa mạc ha. Sa mạc với kim tự... Ôi, sa mạc với cổng địa ngục từ từ qua. Giờ mình sẽ tranh thủ qua cái lọ mà giống như là cái chỗ để mình đi mai vậy á. Mình muốn đi đào một chút sắt cơ. Mình đang rất là cần sắt luôn. Nãy giờ có đúng một phôi sắt à. Nên tầm này sắt rất quan trọng. Rồi. Đổi ra gỗ. Ủa bị gì á? Oh no. Đây. Là một cái bàn chế tạo. Bàn chế tạo nè. Xong mình sẽ đổi ra hết những cái ván á. Đây. Ván.
Đợi hết luôn. Rồi, có rồi. Đi. Và lấy luôn cái bàn chế tạo đi để ngồi. Cần chế tạo cái không có nữa. Đây 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 đây, chưa gì là mình thấy cái cục lúc kịp lóc chứ cái rương bên kia rồi đó. Hấp dẫn, hấp dẫn. Đi qua thôi. Hình như cái lọ này nó không có khoáng sản. Nhưng mà mình nhìn giống như một cái chỗ đi mai vậy ta. Nó còn ém một cái lucky block ở dưới kìa. Ghét không? Ém nè, chơi mà chơi ém. Chơi mà chơi ém, mình nhảy xuống mình đập trước. Ồ, loot cái rương trước đây. Nè, có mắt của Ender nè. Ồ, đây chính xác là một cái hang nhưng mà nó không có khoáng sản á. Nữa, 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 nữa. Ui. Nhưng mà nó có quái vật. Zombie. Hay là mình giữ cái lòng spawn này ta. Một số trường hợp mình cần farm quái để mình lấy kinh nghiệm á. Ui ui ui. Chết rồi, bị kẹt vô. Ui shit. Ừ. Gián tiếp mình nhốt mấy con zombie rẫm luôn. Nghiệp quật nha mấy cưng. Rồi. Tiếp tục là cái my store này. Mới mốt mình ghép nó lại sao ha. Ở đây có con gà. Ok. Thêm một cái kiếm gỗ đánh bật lồi nó ra. Ồ, không, bây giờ là kiếm gỗ đánh ra lửa. Tiếp tục là kiếm lửa. Yên cưỡi nữa. Kim cương. Yes. Nãy giờ mình ra kim cương 3-4 lần rồi đó. Hên thiệt, với số kim cương này thì chắc mình sẽ làm một cái nón luôn đi. Cho mình phui một cái set đồ cơ bản á. Đây. Nón kim cương, áo vàng, quần sắt và ủng kim cương. Quá là xịn. Ôi trời, cũng đã tối rồi. Chắc mình phải đi về nhà để mình ngủ một giấc quá. Nói về nhà chứ thật ra là mình về chỗ bác dân làng hồi nãy á. Chỗ ngôi làng đầu tiên mà mình ghé á. Để mình ngủ thôi chứ mình không có đem theo cái giường. Biết vậy nãy mình đập cái giường mình đem theo là được rồi. Rồi, sáng thức dậy là mình hốt cái giường đi liền. Ngủ xong lụm cái giường luôn ha. Ở đây nó có con xương đợi sẵn kìa. Ôi, mình né ra. Nguy hiểm vậy. Lúc đi không sao mà sao lúc về thấy khó vậy ta. Đừng manh động nha mấy con này. Con nhện này nó cản đường. Con nhện ban ngày nó không có đánh mình. Nên mình rất là thoải mái ha. Đụng nhẹ cái nhỏ gớt luôn. Úi xời. À con zombie này. Láo tét. Chỗ của mình. Chỗ của mình. Mà nó dám vô. Cái cục lucky block này bị lỗi rồi. Buồn ghê á. Bị lỗi hết một cục rồi. Đằng kia thì mình thấy hai cái lọ. Thì mình nên khám phá cái lọ nào tiếp theo ta. Nhiều lọ quá nên cái việc chọn lọ để khám phá cũng rất là khó ha. Ui, 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 ui. Đâu ra vậy? Nó định đâm sau lưng mình á. Hên là mình nghe nó rên lúc mà nó bị ánh nắng mặt trời đốt á. Thôi mình thế nào mình cũng bị nó quýnh lén rồi. Hú hồn thiệt. Rồi qua bên đây thì có rất là nhiều lucky block luôn. Tha hồ cho mình đập. Mình mong là sẽ có một cái lucky block nào đó cho mình món đồ netherite nha. Kiếm netherite càng tốt. Hoặc là giáp. Đó là hai thứ mà kiểu như mình muốn nhất. Rồi. Vô. Cái lọ này thì có rất là nhiều thỏ luôn. Ui nữa. Trời ơi, nó cứ nhốt mình vô những cái bẫy xương rào ngoài. Thêm một cái ủng kim cương nữa nè. Mình có một cái chân mà nó cho mình tới ba cái ủng. Sao mình mang hết đây. Nữa, lại vàng nữa nè. Thời tới. Cho cái đống vàng luôn. Mang đét ơi. Phía bên kia mình thấy nó còn có một cái lọ chứa những tên cướp dân làng nữa. Mình rất là ghét những tên đó. Chuyên gia ăn hiếp những bác dân làng vô tội á. Rồi mình sẽ qua bên đó. Đi cà kẹo bọn chúng á. Đợi mình chuẩn bị xong gỗ cái đã. Tại vì mình hết block rồi. Hết gỗ rồi. Mình sẽ chặt thêm gỗ bạch dương ở đây luôn. Sẵn tiện vơ luôn chút gỗ ha. Đấy. Rồi có gỗ thì qua bên kia thôi. Gỗ bạch dương. Ván gỗ. Đi. Hy vọng là nó sẽ không có phát hiện mình trước khi mà mình áp sát.
à, chắc nó sẽ không bắn được mình đâu, tại vì cái lọ nó được bọc bằng thủy tinh ở bên ngoài rồi, nên khá là an toàn ha. Thôi chuẩn bị đi qua. Với cả bây giờ mình đang có một cái vật tổ trường sinh trên tay á, nên khá là tự tin luôn, không có ngán bọn chúng đâu. Vô một mình chấp nguyên cái băng cướp này luôn. Ui nhưng mà nói vậy nhưng mà cũng phải tìm đường chuồn vô trong trước. Vô rồi xong vô, mình sẽ bắt lẻ một tên, tân hai tên còn lại, tiêu diệt nó tên cuối. Ghê chưa, mặc giáp kim cương các thứ vô là sung liền. What? Thôi xong rồi. Thiệt luôn. Ôi. Nó nổ rơi ra cái đầu bạn của nó luôn nè. Mình có được một cái đầu Reaper nè. Oh, holy crap. Trời á. Hai con mà nó tương tàn nhau luôn. Ghê thiệt. Mình lại có thêm một cái mắt của Ender. Chắc mình sẽ vứt bớt mấy cây kiếm này quá. Bây giờ mình chưa có cái đe nữa nên mình không có ghép được đâu. Vứt bớt ra đi. Cái gì không cần thiết mình vứt bớt. Ổn kim cương vứt luôn không ta? Ô, ổn kim cương mình giữ lại, cái gì mình ghép lên thành cái ổn kim cương bảo vệ cấp độ 4. Mà phải đợi có cái đe. Oh my god. Nhân phẩm của mình level max rồi. Nó cho mình nguyên một đống kim cương luôn. Quá là sướng. Thời tới cản đâu kịp. Con này. Ui mất cây kiếm à. Con này. Khốn kiếp thiệt. Giáp ngựa không cần đâu. Ok. Sơ qua một phát dạo luôn. Ừ mình có nên lên ổn kim. Ủa lên áo kim cương không ta? Chắc lên áo giáp kim cương đi, cho mình full cái cây giáp luôn á. Ủa cái bàn chế tạo mình dùng ở đâu rồi trời? Thôi mình chặt gỗ đây đi. Mình cũng sẽ nâng lên rìu kim cương các thứ luôn ha. Giờ nhiều kim cương mà lo gì. Đây bàn chế tạo là một cái. Rồi chế thôi. Mình sẽ làm một cây rìu kim cương. Đây. Chặt gỗ là hơi bị nhanh. Rồi thêm áo giáp kim cương. Đúng không ta? Đúng rồi. Rồi còn thiếu cái gì nữa? Thiếu một cái quần kim cương nữa. Mình sẽ làm luôn. Đây quần kim cương. Tuột cái quần này ra. Đeo quần mới vô. Xong. Vừa xích đầu kim cương rồi. Thuốc làm chậm thì mình cũng sẽ vứt đi. Tại vì mình cũng không có dùng nó mấy. Mấy cái quả trứng spawn thì mình sẽ đặt xuống dưới ha. Triệu hồi ra mấy em này. Ố, này con ngựa con nè. Rồi, giờ thì công đoạn kế tiếp là qua cái hòn đảo lân cận thôi. Mình thấy cái hòn đảo gần nhất thì chắc là hòn. Ủa không, cái lọ gần nhất là lọ. Cái này lọ giống như cái dùng Misai á. Đi, để gõ đi. Làm gì làm cũng phải cần gõ mà. Cây thiệt á, kim cương có, vàng có, nhưng mà mỗi sắt là không có thôi. Có tất cả nhưng mà thiếu sắt ha. Buồn ghê. Rồi tạm ghép qua nỗi buồn đó. Đi. Qua thêm một cái lọ nữa. Không biết cái lọ này có con nào cản đường mình hay không. Mình mong là sẽ không có con nào cản đường mình. Nó mà cản đường mình là tới cái củ kiệu luôn. Quỳnh cây kim cương rồi đó. Đụng vô mình là hơi bị nhức mỗi chân tay đấy. Nhưng mà cái đảo này ít. Ủa cái lọ này ít Lucky block quá à. Mình thấy có một cục à. Không biết có phải như vậy hay không nữa. Mong là nhiều hơn. Rồi lên. Ủa hết hả? Không sao, dùng mấy cái này lên cũng được. Rồi tới rồi. À không nhiều lắm. 1, 2, 3, 4, 5 cục luôn. Mình sẽ đập từ trên cao xuống. Thêm một cây kiếm này nữa. Nãy giờ nhiều lắm rồi đó. Thử đập cục bên này coi. Sắt đi. Ngược đời chưa. Mình bây giờ mình chỉ thiếu sắt thôi. Mình ướt sắt mà nó lại cho thêm kim cương nè. Nhưng mà mình khoái.
Kim cương mà, ai mà chả khoái đúng không? Rồi, lượm luôn, chỗ này giàu rồi, rich kid rồi. Giờ cho sắt đi, cần sắt thôi. Kiếm đẩy lùi. Khối sắt. Ủa nữa, lại cho cái tên pháp sư khốn kiếp này. Lượm nó luôn. Ê, nó cho mình cái đe kìa. Wow. Được, 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 được. Cái đe đó tốt á. Mình thấy cái đe rồi. Mình sẽ tìm cách để mình đi lên trên đó mới được. Mình cần cái đe, mình cần cái đe. Đập nó. Bèn. Và bây giờ mình có thể ghép hai cái này lại là được sắt bén ba rồi. Ghép hai cái ủng lại bảo vệ bốn luôn. Quá trời đã. Lụm luôn cái đe. Mời của mình tới. Xong tiếp tục. Ôi cho mình cung. Im, có thể tấn công tầm xa rồi. Quá quá dữ, quá dữ. Bây giờ thì mình chỉ cần kiếm thêm sắt thôi là mình có thể làm được một cái xô và múc nhung nham, tiến hành farm đá. Lúc đó thì mình sẽ mang thật là nhiều đá trong người ha, đi tới những hòn đảo mà không lo kiểu thiếu vật liệu để xây cầu đâu. Và nói chung thì khởi đầu như vậy là quá là thuận lợi đối với mình rồi. Một set đồ kim cương, một cây kiếm cực mạnh và cả cung và rất là nhiều khoáng sản còn dư ra ha. Mong rằng những ngày kế tiếp thì mình có thể khám phá những cái lọ mà nó cho nhiều đồ xịn hơn và đối đầu với nhiều con quái mạnh hơn. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Bye bye.